tỉnh Hòa Bình vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 11.797 là nữ, sinh năm 1976, trú tại khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, yếu tố dịch tễ của bệnh nhân. Ngày 6 tháng 5 năm 2021, bệnh nhân nhập cảnh từ Malaysia về đến sân bay Cần Thơ, được đưa đi cách ly tập trung tại trường chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình cách ly, một người cùng phòng có kết quả dương tính nên bệnh nhân được đưa đi cách ly tại bệnh viện xã Chiến Long Định. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân hết thời gian cách ly 21 ngày. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần, lần 3 vào ngày 13 tháng 6 năm 2021. Bệnh nhân được bệnh viện xã Chiến Long Định trở ra sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe chuyên dụng. Các địa điểm có nguy cơ dịch tễ: sân bay Tân Sơn Nhất khoảng từ 10 giờ 55 phút đến 12 giờ 30 phút. Bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài trên máy bay Bamboo số hiệu QH0224, ngồi số ghế 17D. Vé máy bay ghi giờ khởi hành lúc 10 giờ 10 phút. Khoảng 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 10, bệnh nhân làm thủ tục check out tại cửa số 4 sân bay Nội Bài. Quán phở bò Thường Kỳ Nam, khu chợ Bóp, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, thời gian khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 phút. Trạm y tế thị trấn Mãn Đức, cửa hàng tạp hóa Tuấn Trang đối diện bưu điện huyện Tân Lạc và cửa hàng Phương Linh Smart. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân xuất hiện ho có đờm, sốt, không đo nhiệt độ, tự uống paracetamol. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc để khám. Tại đây, bệnh nhân được làm test nhanh có kết quả dương tính. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly y tế theo quy định và được lấy mẫu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính và được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2021, đã truy vết được 26 người, trong đó Tân Lạc 21 trường hợp, Cao Phong 5 trường hợp.